các tội vi phạm của dị ni sống thân cận thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sống thân cận thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị ni đi du hành vào mùa an cư mưa được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni đi du hành vào mùa an cư mưa được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm của vị ni trải qua mùa an cư mưa mà không ra đi du hành, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni trải qua mùa an cư mưa mà không ra đi du hành, được sanh lên do một nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem hí diện của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem hí diện của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của dị ni xe chỉ được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni xe chỉ được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị ni phục vụ người tại gia được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni phục vụ người tại gia được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm của vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng, Thưa ni sư, hãy đến, hãy giải quyết sự tranh tụng này. Đã trả lời rằng, tốt thôi, rồi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng, thưa ni sư hãy đến hãy giải quyết sự tranh tụng này đã trả lời rằng tốt thôi rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của dị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ rồi sử dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ rồi sử dụng được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni học tập kiến thức nhảm nhí được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni học tập kiến thức nhảm nhí được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân các tội vi phạm của dị ni dạy kiến thức nhảm nhí được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni dạy kiến thức nhảm nhí được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Các tội vi phạm của vị ni biết tu diện có tỳ khưu lại đi vào chưa báo trước được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni biết tu diện có tỳ khưu lại đi vào chưa báo trước được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ni mắng nhiếc chửi rủa vị tỳ khưu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni mắng nhiếc chửi rủa dị tỳ khưu được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni bị kích động rồi chửi rủa nhóm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni bị kích động rồi chửi rủa nhóm được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối vật thực dân thêm lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối vật thực dân thêm, lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni bỏng sẻn về gia đình được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni bỏng sản về gia đình được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni sống mùa an cư mưa tại trú xứ không có tỳ khưu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sống mùa an cư mưa tại trú xứ không có tỳ khưu được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm của vị ni sống qua mùa an cư mưa, không thỉnh cầu hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni sống qua mùa an cư mưa, không thỉnh cầu hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống, được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý tội vi phạm của dị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội tội vi phạm của dị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm của vị ni không hỏi về lễ Ubosatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni không hỏi về lễ Ubosatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, được sanh lên do một nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nam với một nữ, sẽ nặng một nhọt hoặc dết loét phát sanh ở phần dưới thân, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nam với một nữ, sẽ nặng một nhọt hoặc dết loét phát sanh ở phần dưới thân được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ mang thai được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ mang thai được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú, được sanh lên do ba nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi, được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý, các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Tội vi phạm của dị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ, cũng không bảo người khác dạy dỗ trong hai năm. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, tội vi phạm của vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ cũng không bảo người khác dạy dỗ trong hai năm được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý tội vi phạm của vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội Tội vi phạm của vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm của vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly vị ni ấy, cũng không làm cho vị ni ấy được cách ly. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội Tội vi phạm của dị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly dị ni ấy, cũng không làm cho dị ni ấy được cách ly. Được sanh lên do một nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý, các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni chưa đủ 12 năm thâm niên đã tiếp độ được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị ni chưa đủ 12 năm thâm niên đã tiếp độ được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tròn đủ 12 năm thâm niên, chưa được hội chúng đồng ý đã tiếp độ, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị ni tròn đủ 12 năm thâm niên, chưa được hội chúng đồng ý đã tiếp độ, được sanh lên do ba nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni khi được nói rằng: Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ, đã trả lời rằng, tốt thôi. Sau đó, lại tiến hành việc phê phán. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị Ni khi được nói rằng, Này Ni Sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ, đã trả lời rằng, tốt thôi. Sau đó, lại tiến hành việc phê phán được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý tội vi phạm của vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng này cô ni nếu cô sẽ dân y cho ta như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng, Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô. Rồi không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ, được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Tội vi phạm của vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô. Rồi không tiếp độ cũng không ra sức tiếp độ. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Tội vi phạm của vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng này cô ni nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô rồi không tiếp độ cũng không ra sức tiếp độ được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông thân cận với thanh niên là kẻ nhẫn tâm là nguồn gây sầu khổ cho người khác được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông thân cận với thanh niên là kẻ nhẫn tâm là nguồn gây sầu khổ cho người khác được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự, với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị tỳ khưu đang chịu hành phạt parivasa, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị ni tiết độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị tỳ khưu đang chịu hành phạt Parivasa được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý, các tội vi phạm của dị ni tiếp độ hàng năm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ hàng năm được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni tiếp độ hai người trong một năm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni tiếp độ hai người trong một năm được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ni sử dụng dù dép được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni sử dụng dù dép được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị ni di chuyển bằng xe được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni di chuyển bằng xe được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni mặc váy được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni mặc váy được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni bảo tỳ khưu ni so bóp và trà sát cơ thể được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni bảo tỳ khưu ni so bóp và trà sát cơ thể được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni, bảo cô ni tu tập sự, xoa bóp và trà sát cơ thể được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni, bảo cô ni tu tập sự, xoa bóp và chà sát cơ thể được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni, bảo sa di ni, so bóp và chà sát cơ thể được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni, bảo sa di ni, so bóp và chà sát cơ thể được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của dị ni bảo người nữ tại gia so bóp và chà sát cơ thể được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni bảo người nữ tại gia so bóp và chà xác cơ thể được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hoại ý. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước dị tỳ khưu khi chưa có sự hoại ý. Được sanh lên do hai nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, các tội vi phạm của vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân các tội vi phạm của vị ni không mặc áo lót đi vào làng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni không mặc áo lót đi vào làng được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu mật ong rồi thọ dụng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu mật ong rồi thọ dụng, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân, do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu đường mía rồi thọ dụng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu đường mía rồi thọ dụng, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu cá rồi thọ dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu cá rồi thọ dụng được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu thịt rồi thọ dụng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu thịt rồi thọ dụng, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân, do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 782. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sửa đông rồi thọ dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sửa đông rồi thọ dụng được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý dứt phần nguồn sanh tội là phần thứ năm